Xin chào các bạn, hôm nay trên tay mình đang là một chiếc tai nghe đến từ Sony. Đó là một chiếc tai nghe khá là đặc biệt, đó là chiếc MDR-NC8. Và đây là một chiếc tai nghe Noise Cancelling. Và nói đến Noise Cancelling thì hẳn là những bạn nào là fan của Sony Walkman, nhất là những bạn mà hay dùng đến những máy Walkman nội địa, thì hẳn đã rất là quen thuộc với công nghệ chống ồn này đến từ Sony. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc tai nghe này. Như các bạn có thể thấy ở đây thì đây là toàn bộ những gì có trong hộp của chiếc NC8 này. Nếu như với những chiếc tai nghe trước mà chúng ta đã từng được làm quen, như là chiếc XB200 chẳng hạn, hoặc là chiếc ZX300, các bạn có thể thấy được phong cách đóng gói rất chi là sexy của nó và lộ hàng hết tất cả những gì có thể trong hộp của nó ra. Thì với NC8 này, hộp của nó chỉ đơn giản, đó là hộp giấy rất là kín đáo. Và đây, tất cả những gì chúng ta có là đây, nhân vật chính của chúng ta, chiếc NC8. Đi kèm theo NC8 thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc jack chuyển để các bạn có thể dùng NC8 trên máy bay. Và đương nhiên, thẻ bảo hành chính hãng 12 tháng của Sony Việt Nam và hướng dẫn sử dụng. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và về cơ bản thì NC8 là một chiếc on-air headphone, tức là ốp ở trên tai bạn, chứ không phải là những chiếc in-ear thường thấy. Và điểm đầu tiên mình thấy ở chiếc NC8 này, đó là tuy build bằng nhựa nhưng mà không đến nỗi tồi cho lắm. Mình vẫn có thể cảm nhận được khá là rõ sự chắc chắn và build có thể nói là khá là tốt. Các bạn có thể thấy ở đây, khớp tai nghe của chiếc NC8 này khá là đặc biệt. Không chỉ có chiều các bạn có thể bẻ lên bẻ xuống, các bạn cũng có thể xoay ngang một góc 90 độ như thế này, rất là tiện lợi. Như mình đã nói ở những lần trước thì việc đó đồng nghĩa với việc bạn có thể để tai nghe như thế này và giảm thiểu tối đa sự gãy tai nghe hoặc là hỏng hóc khi bạn bỏ vào cặp. Và về thiết kế của chiếc tai nghe này thì mình cũng không có gì đáng để nói, bởi vì nếu mà xét cho cùng thì nó cũng không phải là thực dạng long lanh cho lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ, nói chung là có thể chấp nhận được, không có gì để nói. Hai chiếc pad tai nghe khá là mềm và bọc giả da. Và NC8 là một chiếc tai nghe noise cancelling. Và để làm được điều đó thì Sony đã tích hợp mạch điều khiển noise cancelling ở ngay trong bên trong của chiếc tai nghe này. Và để hoạt động thì mạch này cần một viên pin 1.5V 3A để có thể cấp nguồn cho nó hoạt động. Và một điểm khá hay ho của chiếc tai nghe này, đó là bạn không lắp pin, bạn không bật NC thì bạn vẫn có thể sử dụng như một chiếc tai bình thường. Còn khi bạn lắp pin và bật nguồn nó lên thì bạn có thể sử dụng chức năng noise cancelling của nó. Và về chất âm thì mình có thể nói sơ qua về chiếc NC8 này, có thể nói là thuộc dạng tiến theo hướng cân bằng. Ở đây, cân bằng ở đây đó là ba giải bass, treble và mid đều khá là dễ nghe và xét ở một mức độ nào đấy thì có thể nói là khá hài hòa. Còn về chi tiết chất âm như thế nào thì mình sẽ có dịp cùng các bạn nói rõ trong một clip lần sau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.